Chào các bạn trở lại với chương trình tư vấn dùng laptop mỗi ngày của trang công nghệ TLD. Thưa bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ tư vấn cho bạn những chiếc laptop dành cho phân khúc đồ họa và gaming tốt nhất và bán chạy nhất tại thị trường năm 2020, dành cho các bạn học sinh, sinh viên cũng như các bạn mới khởi nghiệp cần một chiếc laptop khỏe và đặc biệt phân khúc giá đầu tư phải bình dân cũng như khả năng tản nhiệt, khả năng chịu tải của nó tốt. Thưa các bạn, nếu nhìn trên bàn đây thì chắc các bạn cũng chả xa lạ gì. Đó là phiên bản Acer Nitro 5, một phiên bản cực kỳ nổi tiếng dành cho các game thủ cũng như các bạn làm đồ họa. Đặc biệt với mức giá thành của những chiếc máy này cực kỳ ok tại thị trường, được đánh giá với khả năng tản nhiệt cực kỳ tốt, bàn phím tốt, âm thanh ok, cũng như viền màn hình mỏng và rất là nhiều trang thiết bị kèm theo máy, các cổng kết nối đều ok, nhưng giá lại rất bình dân. Và chất lượng của những dòng này thì kể cả mình bán ra cũng như các bạn đã từng trải nghiệm dòng sản phẩm này, tớ khẳng định là 98% sẽ hài lòng. Chỉ một số ít là không hài lòng với chất lượng vỏ build của chiếc máy thôi. Còn mọi thứ về cấu hình, về hiệu năng cũng như sử dụng thực tế nó rất là ok. Các phiên bản Acer được phát triển từ những năm đó là 2018, 2019 và phiên bản 2020. Hiện nay tại cửa hàng mình thì sẽ bán máy mới, đó là phiên bản 2019 và 2020 thôi. Còn các phiên bản được đầu tư dưới mức 15 triệu thì đó là những chiếc máy cũ đã qua sử dụng rồi. Thì bây giờ mình sẽ tư vấn cho các bạn từng mẫu máy một, mời các bạn đón xem ngay bây giờ nhé. Vâng, thưa các bạn, ở phiên bản máy cũ đã qua sử dụng rồi, có phân khúc giá rẻ nhất tại thị trường thì nó sẽ dao động từ khoảng 13 đến 15 triệu. Thì mình xin phép giới thiệu các bạn, đó là máy Acer Nitro 5 AL 515 51575, được sản xuất đó là 2018. Hiện nay những chiếc máy này sẽ được trang bị cấu hình bao gồm CPU đời 7, ví dụ i7-7700HQ và i5-7300HQ. Máy được trang bị các phiên bản Vega gồm GTX 1050 4GB các bạn ạ. Từ bản cũ tại thị trường thì các bạn có thể xem bài review của mình ngay sau đây nhé. Vâng, thưa các bạn, bây giờ đó là phiên bản Acer 2018 các bạn ạ. Phiên bản Acer 2018 được nâng cấp lên dòng CPU thế hệ thứ 8, bao gồm i5-8300H và i7-8750H. Các phiên bản được trang bị trên thị trường nó sẽ có GTX 1050, GTX 1050 Ti, sẽ có mức giá cũng cực kỳ ưu ái trên thị trường. Nó sẽ dao động từ khoảng 15 đến 17 triệu đồng cho các phiên bản i5 và i7. Tớ thấy rất là ok nên giới thiệu với các bạn. Các bạn có thể xem bài đánh giá của mình ngay sau đây nhé. Đối với phiên bản Acer Nitro 5 phiên bản 2019 được cải tiến về hình thức bên ngoài cũng như cấu hình và bên trong. Máy được trang bị các phiên bản bao gồm i5-9300H và i7-9750H, được nâng cấp lên dòng CPU thế hệ thứ 9. Và các phiên bản được trang bị giá rẻ thì nó sẽ có GTX 1050 3GB, GTX 1050 4GB và GTX 1650, giá cũng cực kỳ tốt trên thị trường. Và đây là những chiếc máy mới được bán trên thị trường sẽ có phân khúc giá từ 16 đến 20 triệu đồng thì mình thấy rất ok và rất phù hợp cho các bạn học sinh, sinh viên cũng như các bạn làm đồ họa nên giới thiệu đến mọi người. Sẽ xem bài đánh giá của mình ngay sau đây nhé.
Vâng, thưa các bạn, phiên bản 2020 thì tớ đã quá ấn tượng với phiên bản được trang bị chip xử lý, đó là thế hệ chip của AMD. Với phiên bản Acer 515 có mã là 44, tớ đang bán chỉ có mức giá đó là 17,9 triệu. Được trang bị chip gì các bạn biết không ạ? AMD R5 4600H với 6 lõi 12 luồng tương tự như i7-9750H và GTX 1650, trang bị màn hình Full HD IPS và kèm theo ổ cứng SSD NVMe. Có mức giá vô cùng tuyệt vời, và khi tớ đã trải nghiệm thì tớ đã không hề thất vọng với thương hiệu Acer. Họ làm tản nhiệt phải nói là tốt nhất trong phân khúc máy game bây giờ, mà mức giá cực kỳ ok, thì các bạn có thể tham khảo ngay sau đây qua video của mình. Với chiếc máy được trang bị phân khúc tốt nhất 15 triệu cho gaming và đồ họa thì tớ thấy đó là phiên bản Acer, có mã đó là AN5143R84R, được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam luôn và được do FPT Select phân phối. Hiện nay giá máy nó sẽ khoảng 15 triệu, được trang bị chip Ryzen 5 các bạn ạ. Ryzen 5 con này có mã đó là 3550H, tính ra thì nó tương tự kiểu như i5-8300 trên Intel, và trang bị cả màn hình của AMD đó là RX560X với dung lượng 4GB. Với viền màn hình mỏng và được sản xuất 2019 thì tớ thấy đây là chiếc máy tốt nhất trong phân khúc giá này. Các bạn có thể tham khảo nhé.
Với phiên bản giá rẻ gaming có cấu hình tốt nhất tại thị trường 2020 đó là chiếc Acer Nitro 5 2020 các bạn ạ. Máy được trang bị dòng CPU mới đó là i5-10300H và i7-10750H, được trang bị các cấu hình bao gồm GTX 1650, GTX 1660 Ti, và hiện nay có giá bán tại thị trường thì nó sẽ ở phân khúc giá từ khoảng 19 đến 25 triệu đồng, bán cực kỳ chạy trên thị trường. Màn hình cũng đẹp, bàn phím cũng sướng, cũng như khả năng cải tiến mọi thứ mới mẻ hơn so với phiên bản cũ. Đặc biệt là với hệ thống mới ở đây thì chúng ta sẽ có hai slot cắm ổ cứng M2 nên rất thuận tiện cho các bạn chạy các công việc mà liên quan yếu tố ổ cứng, cần sự ổn định tuyệt đối, còn là tính năng chạy RAID tự động sao lưu dữ liệu thì có lẽ rất ok trên phiên bản này. Các phiên bản này hiện về thị trường Việt Nam thì nó sẽ có cả hàng chính hãng cũng như hàng Mỹ về, và hiện nay giá bán như này thì mình thấy tốt nhất tại phân khúc giá cũng như cấu hình, chất lượng của máy tương đối ok, đặc biệt là Wi-Fi 6 được tích hợp trên dòng 2020 cũng như mạng của nó là Killer. Các bạn sẽ thấy là chống phân kiểu như nghẽn băng thông khi chúng ta cắm mạng LAN. Nói chung là về tốc độ, mình nghĩ là rất ok trên phiên bản mới. Thì các bạn có thể tham khảo ngay sau đây nhé. Các bạn có thấy là mình vừa giới thiệu toàn bộ những mẫu máy Acer Nitro 5 bán chạy và được đánh giá tốt nhất tại thị trường 2020, sẽ có phân khúc giá từ khoảng 13 đến khoảng 20 triệu đồng, và các phiên bản cao cấp hơn i7 sẽ có giá khoảng 25 triệu đồng. Đây là những cái máy có tầm tiền tốt nhất cho các bạn học sinh, sinh viên cũng như các bạn cần một chiếc máy để làm đồ họa, chơi game và giải trí thì mình thấy rất là phù hợp. Với chất lượng của Acer đã vào thị trường Việt Nam chúng ta gần 20 năm nay, với hệ thống tản nhiệt mình được đánh giá là những chiếc laptop gaming có tản nhiệt tốt nhất tại thị trường. Các bạn chú ý, nếu những công việc bình thường mà chưa cần cấu hình cao cấp lắm thì có thể sử dụng SSD tầm khoảng 256 và RAM chỉ cần 8GB là ok. Còn nếu mà các bạn muốn nhanh hơn, mạnh hơn và lưu trữ tốt hơn thì hãy chọn cho mình ổ SSD tầm khoảng 512GB NVMe và RAM khoảng 16GB, bởi vì hiện giờ thì giá RAM ổ cứng cũng khá là bình ổn. Và có một lưu ý với các bạn thì với những chiếc máy gaming như này thì chất lượng của màn hình thì được đánh giá ở mức trung bình khá thôi.
còn nó sẽ không xuất sắc dành những bạn công việc mà là thiết kế, in ấn hoặc là cần màu sắc chính xác về màn hình thì các bạn phải cân chỉnh lại một chút. Bởi vì dù gì thì đây là những chiếc máy giá rẻ có cấu hình cao. Chính vì thế là một số option về màn hình thì chúng ta sẽ bị bớt đi một chút. Đấy. Còn thời lượng pin của những chiếc máy này thì cũng nó sẽ duy trì cho các bạn sử dụng văn phòng khoảng 3 đến 4 giờ. Còn nếu các bạn chơi game căng thì nó sẽ khoảng hơn 2 tiếng thôi. Thì mua máy cũng phải chú ý các bạn nhé. Và chính sách bảo hành của cửa hàng mình thì những chiếc máy này thì đều được bảo hành 1 năm. Nếu mà máy mới chính hãng thì được bảo hành theo tiêu chuẩn của chính hãng. Còn đối với những chiếc máy mà cũ đã qua sử dụng thì chỉ có phiên bản 2017 là mình đang bán cũ thôi. Thì mình sẽ bảo hành cho các bạn là 1 năm cho bo mạch chủ và 3 tháng cho màn hình và pin. Khi mua máy các bạn chú ý nhé. Riêng về phần mềm thì mình sẽ bảo hành trọn đời miễn phí. Và khi các bạn mua máy thì mình sẽ tặng cho các bạn một ba lô, một con chuột, một cái lót chuột và một bộ cốc để các bạn uống nước nha các bạn nhé. Hy vọng các bạn ủng hộ kênh của TLD nhiều hơn nữa để chúng ta có giá thành tốt hơn, cũng để cho mình có động lực cống hiến nhiều hơn. Hãy cho mình một like, một chia sẻ cũng như đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những kiến thức mới nhất của số công nghệ TLD. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.